Chị thông cảm ơn cho tất cả các em. Hôm nay chị sẽ ăn thử set ăn vặt cổng trường với 36 món. Bình thường thì chị hay ăn ăn vặt của Hàn Quốc này, Nhật Bản rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị ăn đồ ăn vặt của Trung Quốc. Chị hy vọng rằng nó ngon. Lý do mà bây giờ thì chị mới ăn là bởi vì chị nghe nói rằng đồ ăn vặt ở cổng trường thì không tốt cho sức khỏe, nên là chị rất hiếm khi ăn. Hôm nay thì anh Tiểu Thúi đã lỡ mua nó. Một bịch như thế này, to như thế này với 36 món mà chỉ có giá là 160.000 thôi. Rất là rẻ. Thôi thì lỡ mua rồi thì chị ăn thử xem là nó có ngon hay không. Bây giờ thì chị sẽ bóc hộp cho các em cùng xem nhé. Wow, vừa mới bóc hộp ra thôi mà chị đã ngửi thấy một mùi hương rất là quen thuộc luôn. Giống như kiểu là đồ ăn ngoài cổng trường của chị mấy chục năm trước chị hay ăn đấy. Bây giờ thì chị không ăn nữa rồi. Mấy chục năm trước là hồi chị học tiểu học. Đây có rất là nhiều món luôn này các em. Người ta nói với anh Tiểu Thúi đây là set ăn vặt 36 món, nhưng thực ra khi chị bóc ra thì chỉ được 33 gói. Đồng thời cũng có rất là nhiều gói giống nhau, như là gói này, gói này, gói này. Vậy thì đâu có thể nào là 36 món đâu, đúng không em? Chưa chi mà chị đã cảm thấy thất vọng về món này rồi đó. Nhưng mà xét về từng gói một thì chị thấy rằng nó khá là bắt mắt, kích thích, màu sắc thì vô cùng rực rỡ luôn. Bây giờ thì chị sẽ ăn cái nào trước đây nhỉ? Cái này đi. Cái này thì chị nghĩ là thịt bò có thêm ớt nữa, cho nên chị sẽ đặt là bò siêu cay. Không biết có đúng hay không. Nhìn bên ngoài có một cậu bé, nhìn ăn khá là ngon. Wow, thơm lắm luôn. Lúc đầu chị tưởng rằng nó khô nhưng mà bên trong nó hơi ướt này. Đó, các em có thấy không? Cay thật anh Tiểu Thúi à. Ê, cay như mình cay Hàn Quốc nữa. Đúng là bên trong đây là bò thật. Khi mà nhai thì chị cảm thấy có miếng bò, nhưng mà do nó tẩm ướp khá là nhiều gia vị rồi, chị không thể nào cảm nhận được mùi thơm của bò nữa. Chị chỉ cảm thấy nó cay thôi. Cho anh Tiểu Thúi. Sau khi ăn bò xong thì chị muốn ăn cá. Ở đây có những túi cá nhìn rất là ngon. Những con cá cơm này các em, vàng óng luôn. Chắc chắn gói này sẽ rất ngon đây. Chị tưởng rằng bên trong đây có những con cá cơm. Ai dè nó như thế này. Đây là một túi của nó. Bên trong nhìn không nhìn khác hẳn bên ngoài, các em có thấy không? Bên ngoài nhìn vô cùng kích thích, còn bên trong nhìn này. Nhưng mà chị mong rằng ăn nó sẽ ngon. Khác với cái bò lúc nãy, chị không ngửi thấy mùi bò. Còn cái này khi mà ăn thì có mùi cá rất là đặc trưng luôn. Ngoài ra nó cũng rất là cay. Nó khá là ngon nhưng mà túi này thì hơi ít. Cái này thì chị nghĩ rằng chúng ta không chỉ ăn vặt được mà còn ăn với cơm được luôn đấy. Cái này ngon hơn bò lúc nãy mà không cay bằng. Sau khi ăn bò rồi, ăn cá rồi, bây giờ thì chị sẽ ăn mực hay bạch tuộc. Đây chính là con mực hay bạch tuộc gì đó của chúng ta. Nhìn bên ngoài chị không biết con này là con mực hay bạch tuộc, cho nên chị gọi là mực. Bên ngoài thì nhìn con mực này rất là tươi, cộng thêm một chút nấm, nhưng mà bên trong thì nó bùi nhùi như là đống đồ ăn thừa vậy. Cái này dở quá à. Loại này có mùi rất là hôi luôn. Mặc dù người ta đã tẩm ớt ướp rất là nhiều thứ, nhưng mà chỉ cảm thấy nó rất hôi. Không biết là hôi của mùi gì nữa, giống như kiểu là đồ ăn bị mốc vậy. Chị sẽ không ăn cái đấy nữa đâu. Chị sẽ ăn cái này. Khác với các túi còn lại thì cái này khi mà chúng ta bấm vào nó rất là cứng giòn, giống như kiểu là khoai tây chiên. Ở đây thì cũng có một cái này là đậu phộng, hình như là đậu phộng. Theo những nghiên cứu của chị đây là đậu phộng, còn cái này mới là khoai tây. Đó, vậy ăn đậu phộng hay khoai tây đây? Thôi ăn cả hai luôn, ăn khoai tây trước rồi ăn đậu phộng sau. Đây chính là khoai tây của chúng ta. Bình thường khi mà ăn snack thì cũng có rất là nhiều khoai tây chiên, đúng không nào? Nhưng mà cái này thì sẽ khác với khoai tây chiên ở trong gói snack mà chị hay mua. Nó phồng hơn. Nhạt nhẽo lắm luôn. Không có vị gì cả. Giống như kiểu là mình ăn gạo rang á. Nhưng mà sau khi nhai nhiều nhiều thì chị cảm thấy là nó cũng có một mùi thơm, một mùi ngậy.
và có cả mùi dầu chiên nữa. Còn gói này không biết sẽ ăn như thế nào. Ồ, đúng là đậu phộng rồi đấy Kim. Đó, bên trong đây có những viên mô phỏng đậu phộng tí hon này. Không biết rằng ăn có giống như gói kia hay không. Bên trong thì ăn nó bùi bùi. Chị đã nhai phải miếng đậu phộng này này. Bên trong đây cả một cái lỗ. Đó, nhân đậu phộng bên trong. Đậu phộng này thì chắc là rẻ tiền cho nên là chị thấy là lâu lâu chị ăn phải có những miếng đậu phộng bị hư rồi. Ăn có mùi đất hôi. Này không ngon bằng cái kia, chị cho vào đây. Rớt đi, và ăn cái khác. Cái này đi. Cái này nhìn có vẻ rất rất ngon. Nhưng mà không biết có ngon hay không. Đó, nó xếp thành từng thanh như thế này. Ở bên ngoài thì chị không thấy hình thù con gì cả, cho nên là chị không biết gọi đây là món gì. Chị sẽ ngửi mùi sau đó ăn thử. Mùi thì giống với mùi thịt bò lúc nãy. Chắc là tại vì người ta tẩm ướp giống nhau. Đó. Yeah, giống như kiểu là bánh tráng trộn của Việt Nam. Người ta cũng cho dầu, cho hành vào xong người ta cuốn cuốn lại. Chắc cái này là bánh da heo á. Bởi vì khi ăn nó dai như da heo ấy. Chị không thích mùi này lắm đâu, mùi này hơi hôi. Nhưng mà chị nhớ rằng hồi nhỏ chị cực kỳ thích ăn mùi này luôn. Lúc nào chị cũng đi học là cũng phải chạy ra cổng trường để mua. Nhưng mà bây giờ sau khi lớn lên rồi thì chị lại không thích mùi này nữa. Chị ăn cái này đi. Cái này hình như là cá viên chiên. Ở bên trong đây có hai viên. Y chang luôn, cá viên chiên. Không ngon bằng cá viên chiên của Việt Nam. Chị thấy cá viên chiên của Việt Nam ăn ngon hơn nhiều. Chấm với tương ớt, với tương đen nữa, đúng là số 1. Cái này thì người ta cũng tẩm khá là nhiều dầu. Món nào cũng tẩm dầu là sao thôi. Có món nào không tẩm dầu không nhỉ? Nhìn món này, cậu bé này ăn có vẻ ngon, cho nên chị ăn thử. Hy vọng món này là món ít dầu. Trời ơi, món này còn nhiều dầu hơn món chả cá nữa. Nhưng mà ăn nó thì khá là lạ miệng. Nó rất là giòn, giống như kiểu là kim chi á. Không biết nó làm từ cái gì nữa nhỉ. Chị ăn mà chị không cảm nhận được mùi của nó. À, hình như là măng thì phải. Sau món măng đó thì chị sẽ ăn món bò BBQ này. Đây là tên mà chị đặt. Miếng thịt mà có màu này thì chắc là thịt bò rồi. Mà cắt vuông vuông nhỏ nhỏ như thế này thì chắc là bò BBQ. Đấy là nhìn bên ngoài thôi, còn bên trong đây chính là miếng thịt của nó. Đó, chị cho các em xem sự khác nhau giữa bên ngoài và bên trong. Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa mà thôi. Bên ngoài rõ đẹp, bên trong thì rõ xấu. Bên trong đây là xương chứ không phải thịt. Xương bò BBQ. À, không phải xương mà là nguyên một miếng thịt sườn. Đây chính là thịt sườn trong truyền thuyết. Đó, xương này hẳn rất là mềm và chị có thể nhai được luôn. Hình như cái này lúc nãy chị cũng ăn rồi thì phải. À không phải, hơi giống giống nhau thôi. Cái này chắc chắn sẽ khá cay. Đây này, hồi lúc nãy chị ăn gói này, còn bây giờ chị ăn gói này. À, cái này cũng có thể là BBQ. Ừ.
Cái này chính xác là cổ gà rồi. Chị đoán đấy là cổ gà. Các em có thể hình dung ra cổ của một con gà không? À, có cả xương này. Nhưng mà loại này lại ngon. Loại đến giờ thì đây là loại ngon nhất. Chính xác là cổ gà luôn. Loại này khá là ngon. Nhưng mà chị sẽ không nhai xương gà đâu. Bởi vì nhai xương gà rất dễ bị hóc. Khi mà ăn thì chị ngửi thấy mùi của thịt bò luôn. Nãy đến giờ món nào cũng cay hết. Nhưng mà chắc là món này cay nhất. Các em có thể nhìn ở dưới đây nó có một cái nồi lẩu. Cậu bé này đang quấy quấy. Và bên trong nồi lẩu này toàn là ớt. Tại sao người ta lại thích ăn ớt thế nhỉ? Một người ăn cay giỏi như chị mà ăn những cái này thấy cay thì không biết các em có ăn nổi hay không. Đây chính là miếng bên trong. Chị chưa hình dung ra được nó là cái gì. Giống như kiểu là chả cá vậy. Chả cá xếp ngàn lớp. Ăn không có vị gì đặc biệt cả. Giống như kiểu là chúng ta ăn một miếng bột mì sau đó chiên lên thôi. Hoặc cũng có thể giống như kiểu một cái trứng chiên sau đó tẩm ướp gia vị. Bây giờ sẽ là gói này. Đó, màu sắc rất là đẹp luôn. Rất nhiều dầu mỡ. Giống y hệt với gói chị vừa ăn. Hơi khác nhau một chút, họ tẩm gia vị khác một chút còn giống y hệt luôn. Nên chị không ăn nữa. Chị vẫn thích nhất là món gà. Đây, món cổ gà này này các em. Nhưng mà chúng ta ăn món khác đi. Bởi vì món đấy mình đã ăn rồi. Món này nhìn cũng khá là ngon. Bên trong thì thấy hơi khô đấy. Hai món này là một. Cái này đích thị là thịt. Các em có thể nhìn thấy sớ thịt ở đây. Thế ăn vào thì thấy dai dai. Giống như kiểu là thịt nướng, giống như kiểu là bò khô của Việt Nam. Nhưng mà nó có tẩm thêm một cái vị gì đó rất đặc trưng của Trung Quốc. Giống hơi giống mùi thuốc bắc này. Có thêm một chút vị rượu nữa. Và đặc biệt là vị cay. À, đúng rồi. Mùi này hơi giống với mùi lẩu Trùng Khánh. Không biết bạn nào có biết nồi lẩu Trùng Khánh chưa. Đó là một nồi lẩu rất rất cay. Món này thì có mùi vị giống như vậy. Nãy đến giờ thì chúng ta ăn thịt, cá, mực đồ đã nhiều. Bây giờ thì chị nên ăn rau củ quả. Đây là rong biển. Rong biển thì rất là tiện lợi. Chúng ta có thể làm snack này. Và cũng có thể làm đồ ăn vặt như thế này. Chị đã từng ăn canh rong biển rồi. Chị nấu canh rong biển rất ngon luôn. Snack rong biển cũng rất là ngon. Nhưng mà món này hơi dở. Ê, cái mà anh thừa túi ơi. Anh thừa túi chạy lên nước cho em đi. Ôi. Ê, 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 ê. Trời ơi, cay hơn mì cay cấp độ 7 luôn. Oh no.
chị đã thấy cay ngay từ gói đầu tiên rồi, nhưng mà sau khi ăn được nhiều gói, lúc đấy nó mới dồn nén lại và cuối cùng nó bùng phát như một ngọn lửa cháy đùng đùng. Các em có thấy bộ mặt thật của anh Tiểu Thúi chưa? Lúc mà nhờ làm việc á, chạy lăng xa lăng xăng như kiểu là một người nhiệt tình lắm. Nhưng mà không phải là anh Tiểu Thúi ẩu đâu, anh Tiểu Thúi là một người rất cẩn thận. Nhưng mỗi khi làm việc với chị cái gì là anh ấy luôn tỏ ra là cầu thả, vụng về. Để làm gì? Để hãm hại chị. Rồi tất cả đều là lỗi vô ý chứ không phải là cố ý. Tâm trạng của anh Tiểu Thúi thì chị biết thừa rồi, bây giờ anh ấy đang rất hả dạ. Bây giờ thì chị sẽ ăn món khác. Nhưng mà nãy giờ ăn xong sau đó uống một chai nước vào thì chị cảm thấy no quá, chị không muốn ăn món nào khác nữa. Nói thật với các em, các món ăn vặt ở đây không ngon như những gì mà chị tưởng tượng. Lúc đầu chị nghĩ rằng nó ngon lắm, ai dè nó cũng bình thường mà lại rất cay. Cái này chị ăn rồi. Hình như cái này chưa ăn đúng không Tiểu Thúi? Tiếp tục lại là một món cay nữa, chị có nên ăn hay không? Nếu mà không ăn thì có thể chúng ta sẽ bỏ qua một món cực kỳ ngon, cho nên phải ăn thôi. Đây. Ồ, mẹ ăn món này rồi. Đây chính là món xương. Chị thích món xương cổ gà hơn là món này. Và như vậy là chị vừa ăn thử set ăn vặt ở cổng trường. Chị thấy rằng set này làm cho chị cực kỳ thất vọng luôn, bởi vì nó có rất là nhiều gói giống nhau, khi ăn thì lại hương vị la ná giống nhau nữa, không hề ngon một tí xíu nào luôn. Từ bé đến lớn thì chị hay nghe người lớn nói rằng không nên ăn những thứ như thế này, nó không tốt cho sức khỏe, bởi vì nó không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hơn nữa khi chị ăn thì chị thấy nó được tẩm quá nhiều hóa chất, không biết đấy có phải là hóa chất độc hại hay không, nhưng mà dầu mỡ như vậy thì cũng đúng là không tốt thật. Thôi thì các em cũng hạn chế ăn những món như thế này nhá. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nó sau.